nhất này. Đấy, đôi núi này rất là sát. Đẹp chưa? Các bác nhìn thấy đôi gà chọi của tỉnh Quảng Ninh đẹp không? Đấy. Như một đôi gà trống mái tuyệt vời nhất của tỉnh Quảng Ninh, đôi gà. À. Phong cảnh tuyệt vời chưa? Đấy. Ngã ra được bố. Đẹp không? Các bác nhìn thấy đôi gà đẹp không? Đấy. Đấy. Cảnh rất là đẹp. Nói chung là hôm nay trời thời tiết nó hơi bị nắng, nó nóa. Chào tạm biệt toàn thể các bác nhá.